Xin chào các bạn hiền hữu duyên và các thân hổ gần xa thân mến. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một buổi tối yên ả. Và chủ đề của buổi tối hôm nay đó là làm thế nào để chỉnh sáng cho một video khi mà bạn quay trong khung cảnh đó là mất ánh sáng hoặc là bị mờ hoặc là bị tối, thì làm thế nào mà chúng ta có thể tăng sáng và chỉnh lại sao cho nó phù hợp. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một tính năng mới của Camtasia Studio 9.0 mà Camtasia 8.6 không có, đó là tính năng Color Adjustment. Color Adjustment đó là điều chỉnh màu sắc. Bây giờ mình có một cái video này, các bạn đã quá quen thuộc với cô bé này rồi, tại vì đây là một video mà mình đã thị phạm rất là nhiều trong những video hướng dẫn của mình về vấn đề Camtasia. Thì khi mà bạn kéo cái lệnh Color Adjustment vào video thì nó sẽ bắt màu như thế này. Lý do là hai thanh Rainess và Contrast chúng ta đang đẩy rất là cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh màu sắc và cân sáng cho video với lệnh Color Adjustment. Chúng ta có cái phần Brightness, đây là độ sáng tối cho video. Khi mà bạn kéo sang tay phải thì điều đó có nghĩa là video của bạn sẽ trông trở nên sáng sủa hơn. Và khi mà bạn kéo bên tay trái thì video của bạn sẽ tối thùm thủm luôn. Điều này các bạn thường thì sẽ kéo bên tay phải vì video các bạn thiếu sáng, chứ không có ai mà đi thiếu sáng mà đi giảm ánh sáng cho nó tối thui luôn, vậy thì thua. Thì các bạn kéo bên tay phải để cho nó sáng lên ha. Rồi bây giờ thấy sáng sủa mặt mà hơn rồi đó. Chúng ta có lệnh Contrast, đây là lệnh được hiểu như là độ tương phản. Ta kéo lên để tăng cái độ tương phản cho video lên ha. Và kéo bên tay trái thì nó sẽ giảm cái độ tương phản xuống. Các bạn cần chỉnh sao cho nó phù hợp chứ không nhất thiết phải phụ thuộc vào các thông số nha các bạn. Tại vì từng video nó sẽ có cách chỉnh khác nhau và chỉnh như thế nào sẽ là do bạn quyết định. Saturation, đây là cái gì quên rồi ta, độ bão hòa màu sắc. Các bạn kéo bên tay phải thì cái màu nó sẽ rất là rực, và kéo bên tay trái thì cái màu nó sẽ nhạt dần đi. Nếu mà video bạn thiếu màu á, thì bạn kéo bên tay phải thì đồng nghĩa là các bạn đang kéo về số dương. Nó rực quá ha. Cái Either In và Either Out là cái khi nào ảnh hưởng và khi nào kết thúc cái lệnh Color Adjustment này. Thường thì cũng ít ai sử dụng cái tính năng Either In và Either Out hết các bạn. Người ta chỉ quan tâm ba cái thanh này thôi. Và ba thanh này rất là quan trọng trong việc cân sáng và chỉnh màu sắc. Mặc dù là cái phần mềm Camtasia Studio là một cái phần mềm đàn em trong lĩnh vực dựng video, thì rất may mắn là từ Camtasia 9 thì nó bắt đầu hỗ trợ tính năng Color Adjustment. Chúng ta cũng đỡ khổ trong việc cân sáng và chỉnh màu cho video ha. Thì phần mềm bé nhỏ thì chúng ta chỉ đến mức này là hết. Mình giới thiệu với các bạn một cái tính năng nữa, đó là Coloroid. Tính năng này được hiểu như là ép màu cho video, giống như lên màu trong Photoshop ấy các bạn. Chụp đôi mắt rồi. Kéo vô luôn. Kể từ Camtasia 9 thì khi mà cắt hiệu ứng thì các bạn phải kéo vào cái đoạn video thì nó mới áp dụng được. Đây là video sau khi áp dụng Coloroid, các bạn thấy nó màu xanh lè luôn. Lý do chúng ta đang để sai thông số. Bây giờ chúng ta sẽ lên màu cho video. Mình không muốn lên màu xanh đâu, xanh nhìn rợn quá.
hai màu tím, tím mộng mơ. Tim màu tím thích tự do. Gì nè, đây là thanh chỉ định màu sắc các bạn kéo vào màu mà các bạn muốn. Và cái amount này được hiểu như là số lượng. Số lượng thì không phải, mức độ ảnh hưởng đi ha. Cái độ ảnh hưởng của cái hiệu ứng này lên video. Rồi lên màu cổ cổ chút, màu màu cam. Đó, nó giống như là cái màu màu nắng hay là màu cổ cổ gì đó, mình cũng chả biết nữa. Tùy theo các bạn muốn lên màu như thế nào thôi. Lên màu tông lạnh nè. Cái này là tông nóng. À, thôi cũng chả cần, cái lệnh này cũng ít dùng lắm. Mình giới thiệu đây cho biết là cái lệnh Colorize này là được hiểu như cái lệnh ép màu cho video thôi, chứ chả có gì ghê gớm cả các bạn. Bây giờ các bạn muốn xóa một hiệu ứng ra khỏi video thì các bạn bấm cái phần Show Effect là cái tam giác ở dưới đây nè. Các bạn bấm lên thì nó sẽ hiện lên các hiệu ứng mà các bạn đã áp dụng. Và chúng ta có lệnh Colorize. Các bạn nhấn vào đây và Delete. Thì lúc này hiệu ứng Colorize đã mất. Và mình sẽ cho các bạn xem trước và sau khi sử dụng lệnh Color Adjustment. Bên tay trái các bạn là video đã có can thiệp lệnh lúc nãy, đó là Color Adjustment. Và bên phải đây là video gốc. Các bạn có thấy sự khác biệt giữa hai video này rất là tương phản với nhau. Bên tay trái là video màu sáng rất là tốt, độ bão hòa và giữ lại những màu lên màu rất là đẹp. Và bên đây thì các bạn thấy đây là video bình thường. Nó bị nhạt màu và không có độ tương phản. Thì Color Adjustment rất là mạnh trong việc quay những video ngoài trời. Thường thì những video ngoài trời sẽ bị thiếu sáng khá là nhiều. Và nhiệm vụ của bạn đó là sử dụng Color Adjustment để khắc phục. Tuy nhiên đây là vấn đề khá là đơn giản. Chúng ta có một cái phần mềm dữ dằn hơn nữa. Đó là Windowsell Filmora, một phần mềm sẽ giúp cho video của bạn trở nên vi diệu. Nói không ngoan, nhưng mà phần mềm này rất khá là mạnh trong việc chỉnh những video về phong cảnh ngoài trời và vlog. Đây, sẵn đây mình giới thiệu với các bạn luôn. Ở đây có cái video ngoài trời thì mình hướng dẫn được. Này, cái video quay phong xanh thì ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi khi mà đứng trong nhà và setup ánh sáng như thế này thì vào Filmora thì nó cũng không có khắc phục được nhiều. Chúng ta có lệnh đó là Overlay nè, Filter nè. Filter được hiểu như là lên màu. Khi mà những video ngoài trời mà lên màu như thế này rất là đẹp các bạn. Overlay cũng hoạt động rất là tốt. Hiệu ứng chữ động nữa nè. Và cái phần mềm này rất là mạnh khi mà hỗ trợ những gói hiệu ứng Spot A về cháy nổ. Mình đã sở hữu những gói Spot A như vậy và tổng giá trị lên đến cả hơn 500 đô khi mà mua những cái gói Spot A. Tuy nhiên khá là may mắn, mình đã sở hữu khá là đầy đủ những cái gói về hiệu ứng như là cháy nổ, lên màu Nhật Bản, lên màu phục vụ cho việc dạy học education hay là các chủ đề về âm nhạc, vlog thì mình đã có những hiệu ứng. Và hẹn gặp lại các bạn trong học phần làm chủ Filmora toàn tập do chia sẻ bởi chính mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Video này chốt cho các bạn là những vấn đề sau đây. Đó là sử dụng lệnh Color Adjustment trong việc chỉnh
thị size màu sắc và tăng độ tương phản cho video, giúp khắc phục tình trạng đó là màu nó bị sai và màu nó không như ý muốn, và hiểu được cách chỉnh của ba lệnh đó là brightness, contrast và saturation. Rồi, như vậy là đủ đạt yêu cầu. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video chuyên sâu trong những bài Camtasia Studio 9.0.5 bonus tiếp theo nhé.